cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, ngày hôm nay tính từ phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì đã là hơn 10 ngày rồi. Và có lẽ những cái ngày qua là những cái ngày mà chúng ta cảm thấy bình yên khi mà chúng ta thứ nhất cũng đã biết được cái mức án của cô Nguyễn Phương Hằng và Thế đặng anh quân. Cái thứ hai là chúng ta đã nhìn thấy cái nụ cười rất là đẹp, rất là tuyệt vời của cô Nguyễn Phương Hằng thì hẳn rằng là ai ai cũng cảm giác như được nghỉ ngơi sau một cái thời gian đã theo đuổi đã bám đuổi đã theo dõi cái drama này bởi vì suy cho cùng một cái mức giảm án đối với cô nguyễn phương hằng cho dù là một ngày hay là một tháng như cô nguyễn phương hằng nói thì tất cả chúng ta đều cảm thấy vui mừng và hạnh phúc và có lẽ đến bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi, chờ đợi cái ngày mà cô Nguyễn Phương Hằng trở về, khoảng là hơn 8 tháng nữa, chờ cái ngày mà thầy Đặng Anh Quân trở về khoảng hơn 10 tháng nữa mà thôi. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, tất nhiên rằng khi mà bên chính nghĩa vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an yên thì có một bên họ đang rất là bức xúc, đó chính là bên lươn và những cái ngày mà sau cái phiên tòa phúc thẩm lại là những cái ngày mà họ đau khổ nhất họ quấn queo nhất và họ bực bội nhất và tiêu biểu đó chính là chị Đinh Lan. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục đến với cái tab cộng đồng trên kênh YouTube của chị Đinh Lan xem có điều gì hay ho không nhá. Bởi vì là thưa cô chú anh chị và các bạn, sau cái phiên phúc thẩm thì theo cái luật pháp vẫn còn một cái đường nữa đó chính là giám đốc thẩm cô chú anh chị ạ à. Thì chị Đinh Lan vẫn đang muốn là tiếp tục sẽ gửi đơn Tiếp tục sẽ kháng cáo, tiếp tục sẽ kháng nghị cái kết quả trong cái phiên tòa phúc thẩm vừa rồi Và có lẽ là phải hết cái giám đốc thẩm này thì chị Đinh Lan mới hết gáy được cô chú anh chị ạ à. Và thưa cô chú anh chị, cách đây tầm khoảng một ngày thì chị Đinh Lan có viết là Sau 15 ngày xét xử phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng thì Đinh Lan mới nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm được. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2024 thì chúng ta cứ chờ đợi xem là ngày 19 tháng 4 thì chị Đinh Lan chị tiếp tục là gửi lên giám đốc thẩm thì không biết là cái phiên tòa này có diễn ra hay không. Ngày 19 tháng 4 năm 2024 thì đúng 15 ngày thì bản án đã được niêm yết trên cổng thông tin tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Một, đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của Đinh Thị Lan là vụ án 331 không có ai là bị hại bị hại là tổ chức nhà nước và thưa cô chú anh chị và các bạn thì ngay cả phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm cũng thế cho dù là luật sư của những người như đàm vĩnh hưng hay là thủy tiên rồi ngay tại phiên tòa luật sư của ông đức hiển muốn nào là đàm vĩnh hưng thủy tiên rồi đức hiển trở thành người bị hại nhưng đều không được cô chú anh chị ạ à. bởi vì những người này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ngay cả cô nguyễn phương hằng và chú huỳnh uy dũng trong phiên tòa xét xử hàn ni và trần văn sĩ cũng thế cũng đều là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng mà đinh thị lan thì vẫn ngoan cố ngoan cố là mong muốn trở thành người bị hại gờ nhưng mà có lẽ tiếp tục tại cái phiên tòa phúc thẩm này thì đinh lan đã nhận được một câu trả lời như đinh đóng cột là đinh lan cũng chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong cái bản án này mà thôi và chắc chắn rồi không thể nào là một người mà cầm tiền của nhân dân 14 tỷ đồng ở trong ngân hàng không chịu đi giải ngân 6 tháng trời như vậy mà lại trở thành người bị hại được. Không thể nào những con người cầm tiền của nhân dân giấy tờ thì không đưa ra, phát tiền thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mà lại trở thành bị hại được. Không thể nào những cái con người không chịu đưa ra sao kê, không chịu đưa ra giấy tờ minh bạch tiền từ thiện, những cái tiền của cộng đồng, tiền kêu gọi của nhân dân là tiền của người khác mà ông không chịu minh bạch mà lại trở thành bị hại được Chắc chắn rồi không thể nào những con người đấy lại đòi la lối lên mà trở thành người bị hại được Suy cho cùng thì các bác cứ gân cổ lên nhưng mà các bác cũng phải biết ngại chứ đúng không cô chú anh chị? Ít nhất là cũng phải biết ngại chứ còn là cầm tiền của nhân dân mập mờ không đưa ra tiền từ thiện Xong rồi là một năm trời không đưa ra giấy tờ Chúng nó không biết ngại cô chú anh chị mà còn la lối lên là trở thành người bị hại và đến bây giờ thì còn chị đinh thị lan chị đinh thị lan vẫn muốn trở thành người bị hại nhưng mà chắc chắn rồi không thể nào trở thành người bị hại được đâu hai đinh thị lan trình bày là tòa sơ thẩm không cho tôi tham gia nên không nói được hành vi của bị cáo nguyễn phương hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống tôi vào tù khi vu khống tôi là chủ mưu cho mai xuân cường bắt cóc con trai bị cáo hằng tên là huỳnh hằng hữu Tội danh này nặng hơn tội danh 331 vì theo điều 156 thì vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm vì động cơ đề hèn. Thì cái này thì Phúc Tài Chính đã từng đăng một cái clip nói về cái việc là Viện Kiểm sát đã trả lời cái câu hỏi này của bà Đinh Lan rồi. Đó chính là xử theo 155, 156 hay 331 thì cuối cùng đã chọn theo xử là 331 cô chú anh chị ạ. À. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy một cái chi tiết là để chị Đinh Thị Lan chị nói là Tòa sơ thẩm không cho tôi tham gia nên không nói được hành vi của bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Cái này là cần phải xét đây này. Và thưa cô chú anh chị và các bạn Đinh Lan đăng cái câu này là không ổn một chút nào. Bởi vì rõ ràng là trước cái phiên tòa diễn ra thì hội đồng xét xử đã triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Gồm ông Huỳnh Nguy Dũng chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni cựu nhà báo Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển nhà báo bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên ông lê công vinh cựu cầu thủ bóng đá chồng ca sĩ thủy tiên ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà đinh thị lan bà lê thị giàu bà trương việt hà ông nguyễn đình kim thì cô chú anh chị và các bạn trên phương tiện truyền thông là đã đăng hết tất cả những cái thông tin là triệu tập những con người này thế mà bây giờ đinh lan lại cãi phắng đi là tòa sơ thẩm không cho tôi tham gia Ê, không hiểu như thế nào hay là chị đi muộn hay là chị ngủ quên hay như nào nên là người ta diễn ra rồi không cho chị tham gia thì cái đấy thì không biết như thế nào nhưng mà chị lại nói là tòa sơ thẩm không cho tôi tham gia cái này là cần phải xem xét thưa cô chú anh chị bởi vì rõ ràng là hội đồng xét xử đã triệu tập văn bản đàng hoàng báo chí đăng đàng hoàng như thế mà chị lại nói câu này cái câu này là lại là một cái ý để mà chống đối chính quyền nói xấu chính quyền đấy cô chú anh chị này chị lan này có mùi lắm mục 3 Hội đồng xét xử thì có hai thẩm phán và thưa cô chú anh chị và các bạn Nghe ăn đây là có mùi rồi Bởi vì là trong cái top cộng đồng trước Thì chỉ soi từ cái răng của thẩm phán Phan Đức Phương của chú anh chị ạ Hội đồng xét xử thì có hai thẩm phán Phan Đức Phương và Huỳnh Thanh Duyên Bên tay phải của chủ tọa Phan Đức Phương Quát nạt đinh lan vô lý Khi mở đầu câu hỏi Đã buộc tội tôi Là bà không được quyền kháng cáo Toàn bộ bản án liên quan đến 10 người Chính xác mà rõ ràng phúc tài chính vẫn nhớ là trước khi mà phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì đinh lan cứ ra giả ra giả nói trên tab cộng đồng là sẽ kháng cáo toàn bộ bản án tôi đính chính là tôi chỉ kháng toàn bộ phần bản án liên quan đến tôi thôi ui giời ơi cãi ngay được cô chú anh chị ạ à. trước đấy thì toàn lên truyền thông tôi kháng cáo toàn bộ bản án làm gì có cái câu nào là toàn bộ bản án liên quan đến tôi chắc là không có một cái câu nào như vậy và ngay cả từ ngữ tiếng việt cũng không viết như thế toàn bộ là tất cả còn là chị có thể nói là tôi kháng cáo phần bản án liên quan đến tôi ví dụ như là một tiết học tiếng việt cho chị Đinh Lan ví dụ như nói là chị Đinh Lan ăn cả cái bánh trưng là tức là chị ăn cả cái bánh trưng còn nếu như chưa nói là chị Đinh Lan ăn một phần cái bánh trưng thì mới là một phần chị lên trên mạng từ trước tới nay trước phiên phúc thẩm chị toàn nói là tôi kháng cáo toàn bộ bản án mà Phúc Tài Chính vẫn nói là chị không kháng cáo được toàn bộ bản án đâu Thì bây giờ chị nói là tôi đính chính Là tôi chỉ kháng cáo toàn bộ phần bản án liên quan đến tôi thôi Chị đính chính như này Thì thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên quát lớn Bà im, bà im chưa, rất phản cảm trời <laughs> <laughs> ơi, chị chị Lan, chị Sòi mà thưa cô chú, anh chị và các bạn Ở trong cái phiên phúc thẩm này Đúng là phải hát một cái bài hát mà giới trẻ hay hát Đó chính là Lan cô đơn giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. <laughs> chị Lan là trong cái phiên tòa phúc thẩm ấy là chị ấy cô đơn lắm. Bởi vì như chị miêu tả là đây là theo cái miêu tả của chị ấy nhá, là tất cả các anh chị công an trong phiên tòa đó đều có một cái sự tôn trọng với cô Nguyễn Phương Hằng và đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng lại cười cơ chứ, lại cười khiến cho chị Đinh Lan quá đau. Mà đã vậy, đã cười đau thì chớ mà mỗi một nụ cười nó lại ra 10 viên kim cương. Ui trời ôi, nó đau, mà đau ơi là đau luôn. Chị Đinh Lan trong cái phiên tòa đấy chị cô đơn lắm. Cô đơn đến cái mức mà chị muốn tìm một cái sự an ủi là muốn xin chai nước thì cũng không được cho. Ui giời, khổ vậy đấy cô chú anh chị ạ. À. Chưa hết, tại phiên tòa bà Duyên luôn thích thể hiện, đã nhắc nhở tôi khi nói là tôi cảm ơn cô bà duyên đốt chát lại liền bà ấy nói bà phải thay đổi cách xưng hô gọi là hội đồng xét xử chứ không có cô gì ở đây cả quá chính xác hội đồng xét xử chứ có phải ở ngoài chợ đâu mà cô với gì mà cảm ơn cô với gì ở đây bản thân chúng ta nhìn thấy một điều khi đã vào phiên tòa thì là bị cáo hội đồng xét xử xưng hô như vậy tất cả mọi người bị cáo bị hại hay là người có quyền liên quan xưng hô là hội đồng xét xử thực ra là đây là theo cái góc nhìn của chị đinh lan thôi chứ còn như phúc tài chính đã đăng lên những cái đoạn video trích um, như một phần cái phiên tòa này thì có những cái đoạn là chị đinh lan cãi rất là to nói rất là to cũng gân cổ lên thì là chủ tọa phiên tòa cũng phải nói lại phải rắn lại mà đã đây là chị bước vào một phiên tòa chứ không phải là cái chỗ mà ngồi chơi một phiên tòa thì cái người có quyền cái người mà điều khiển phiên tòa cái người đưa ra quyết định là chủ tọa phiên tòa và rõ ràng trong cái phiên tòa đấy là họ là người có quyền lực. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, phải là người chủ tọa phiên tòa mới có quyền lực mà để mà dí cho chị Đinh Lan im chứ không mà chị cứ làm như ở cái chỗ YouTube của chị ấy thích nói gì thì nói ấy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chị tham gia cái phiên tòa này về thì chị viết những cái câu mà khi người ta đọc vào thì đã kéo theo một loạt và thực sự đó là một cái miếng mồi rất béo bở để phản động họ nhào vào họ nói xấu chính quyền Việt Nam. 4. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Phan Đức Phương thì cứ chen ngang lời tôi đang trình bày về vụ án bỏ lọt hành vi và xác định sai tội danh cho Nguyễn Phương Hằng. Có trong 32 trang bút lục của vụ án mà chưa được phiên sơ thẩm làm rõ là đơn ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thực ra thì Phúc Tài Chính cũng đã trích lại bởi vì biết là chị Lan chị sẽ nói cái kiểu như này. Khi mà chị Lan chị viết cái tab cộng đồng như vậy thì trên kênh Phúc Tài Chính cũng đã đưa ra những cái đoạn clip trong cái phiên tòa này. Thì bản thân chúng ta là góc nhìn ngoài chúng ta có thể hiểu được tại sao thẩm phán chủ tọa phiên tòa Phan Đức Phương lại chen ngang. Chen ngang là quá chuẩn luôn. Chị khi mà chị tham gia phiên tòa chị có nói đúng vào cái lá đơn nói đúng vào cái nguyện vọng đâu. Chị nói bà Nguyên Hằng là sáng bộ, chiều bộ cứ như kiểu là đi diễn thời trang. Sáng bộ, chiều bộ. Rõ ràng là những cái gì chị nói nó không có một cái gì tập trung vào bản án Mà chỉ là cái sự ganh ghét Cái sự đố kỵ giữa người phụ nữ Với người phụ nữ thôi Còn thẩm phán họ đã đưa Chị Đinh Lan vào đúng cái mấu chốt Nhưng mà chị không Chị nói bởi vì cái cảm xúc Chứ không phải là cái cách nói trong một cái phiên xét xử Mà thẩm phán Phan Đức Phương đã làm Đúng cái nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình Chứ nói thật với cô chú anh chị Cái phiên tòa đấy mà không chen ngang chị Đinh Lan thì Đấy không chen ngang Mà chị còn soi sáng bộ chiều bộ nào là son môi màu đỏ cam, rồi là móng chân màu đỏ thẫm, móng tay màu đỏ, rồi là đeo bông tai. Đấy, đấy là ngăn chị ấy nói chứ nếu như mà không ngăn chị ấy thì chắc là chị ấy phải làm một cái bài miêu tả bà Nguyễn Phương Hằng. Thực ra là như Phúc Tài chính thấy thì cái kênh YouTube nó là cái vùng trời bình yên của chị Đinh Lan, nên chị Đinh Lan chị thích nói gì về bà Nguyễn Phương Hằng, chị ấy xích soi cái gì bà Nguyễn Phương Hằng thì mà chị ấy soi. Nhưng mà tại cái phiên tòa này thì nó không phải là cái vùng trời bình yên của Đinh Lan Cứ nói câu nào là bốc câu đấy, cứ nói câu nào là chặn ngang câu đấy Nên là chị Đinh Lan chị cày cú lâm cô chú anh chị ạ à. Và thưa cô chú anh chị và các bạn tiếp tục mời cô chú anh chị và các bạn cùng nghe mục số 5 Phiên tòa sơ thẩm tại tòa thành phố Hồ Chí Minh Thẩm phán Bùi Đức Nam nịnh bị cáo Nguyễn Phương Hằng 1 thì phiên tòa phúc thẩm, hai vị thẩm phán định Nguyễn Phương Hằng gấp đôi là thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và thẩm phán chủ tọa Phan Đức Phương. Và <laughs> thưa cô chú anh chị và các bạn, chị Đinh Lan chị rất là bực. Khi mà trong khi chị đang muốn là bị hại, chị là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chị đi đòi quyền lợi cho mình, nhưng mà chị luôn cảm thấy cả thế giới, cả cái phiên tòa đó chống đối chị ấy. Nhưng mà chị ấy không hiểu tại sao bà Nguyễn Phương Hằng lại nhận được những cái điều, những cái sự tôn trọng hơn chị ấy Đây là theo góc nhìn của chị ấy thôi nhá Còn chúng ta không ở trong phiên tòa chúng ta không biết được Mà theo những cái miệng của chị Đinh Lan thì nó cũng đi xà lắm, nó cũng nổ kinh lắm Một nó thành mười Nên là chúng ta cũng không biết như thế nào nhưng mà chị Đinh Lan chị ấy cực kỳ là bức xúc à, Và chị Đinh Lan nói là gò vấp ngày 14 tháng 4 năm 2024 Tôi Đinh Thị Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm khi viết bài này Thưa cô, cô chú anh chị và các bạn Bây giờ chị Đinh Thị Lan chị đang coi là cái phiên tòa sơ thẩm Phiên tòa phúc thẩm Thì tất cả các thẩm phán đều nịnh bà Nguyễn Phương Hằng và chị cảm thấy rất là bức xúc Chính vì vậy nên chị Đinh Lan đang có chiều hướng là sẽ tiếp tục giám đốc thẩm Tức là sẽ đưa cái vụ án này lên cao hơn để tiếp tục đòi quyền lợi cho mình Thì không biết sẽ như thế nào không biết là cái phiên tòa do giám đốc thẩm có diễn ra hay không. Nhưng mà Phúc Tài Chí nghĩ là nó cũng sẽ không diễn ra đâu. Mà nếu như mà có diễn ra thì chắc là chị Linh Lan chị về chị lại chửi cái, cái thẩm phán tại cái phiên tòa giám đốc thẩm thôi. Lại nói là thẩm phán ở phiên tòa sơ thẩm Nịnh Bà Nguyễn Phương Hằng một Thì thẩm phán tại phiên tòa Phúc Thẩm Nịnh Bà Nguyễn Phương Hằng gấp đôi. Nhưng mà ối giỏi ôi thẩm phán phiên tòa giám đốc thẩm có khi lại Nịnh Bà Nguyễn Phương Hằng gấp 10 kiểu gì chị về chị cũng lại nói như vậy thôi bởi vì chị không chấp nhận sự thật không chấp nhận sự thật là bà nguyễn phương hằng đã làm rất nhiều điều cho người dân và rõ ràng cái sai thì chúng ta nhận nhưng mà những gì đúng những cái gì mà cô nguyễn phương hằng đã nói đúng những cái việc mà cô nguyễn phương hằng làm một cái trái tim thiện nguyện suốt bao nhiêu năm tháng như vậy thì sẽ không chỉ được người dân trân trọng mà kể cả là cơ quan chính quyền kể cả công an cũng trân trọng những điều mà cô nguyễn phương hằng làm Tiếp theo, chị ấy bắt đầu soi nụ cười của Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa hay cái hôn gió và thả tim trên xe hậu cần của công an thành phố Hồ Chí Minh khiến cho những người tri thức và làm việc nhà nước ngao ngán cho người đàn bà ngông cuồng tuyên bố lấy tiền che thân Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Uy Dũng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn là chắc là chỉ có Đinh Lan và Lươn mới cảm thấy khó chịu thôi. Còn tất cả những con người yêu chính nghĩa, những người ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng, những người đã từng lên án cho câu chuyện từ thiện thì đều cảm thấy hạnh phúc những hành động đó. Và rõ ràng thưa cô chú anh chị và các bạn là bà Đinh Thị Lan này, ấy, bà ấy... Sau cái phiên tòa này bà cảm rất bức xúc và bà ấy về nói xấu chính quyền rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Và thực sự chị đinh lan này nó đã thể hiện rõ một cái câu đó chính là dân oan bởi vì chị đinh lan chị không chấp nhận sự thật chị đinh lan chị cay cú khi mà những cái nguyện vọng rất vô lý của chị ấy thì không được đáp ứng nên chị về chị nói xấu từ thẩm phán đến bị cáo chị nói xấu hết tất cả những cô chú anh chị công an ở trong cái phiên tòa đó nói xấu hết tất cả và trở thành một cái miếng mồi để mà phản động nó ùa vào nó nói xấu chính quyền việt nam đúng kiểu dân oan của chú anh chị ạ tức là tôi không đạt được nguyện vọng thì bắt đầu tôi nói xấu xấu chính quyền tôi là người đúng còn chính quyền là sai nhưng mà cuộc sống mà, cuộc sống phúc tài chính vào cái drama này gặp rất nhiều người vô lý của chú anh chị ạ. Không chỉ là phía bên kia mà ngay cả phía bên này. Cứ mày không theo tao, mày là người sai. Mày không làm theo những điều tao nói, mày là người sai. Mày không hùa vào tao thì mày là điều sai. Còn tao là đúng, mẹ bố mày là nhất. Ui sỏi ôi, ơi. ra ngoài cuộc đời sợ nhất là gặp mấy cái bác bố mày là nhất. Bởi vì khi gặp những cái người này ấy, thì họ lập tức là họ coi là họ là đúng còn tất cả những người khác là sai không theo tao thì mày sai không không bao giờ có chuyện đấy tôi không theo ông không có nghĩa tôi là người sai tôi không theo ông không có nghĩa tôi là người xấu và tiêu biểu đến bây giờ là chị đinh lan đây không theo chị ấy thì người ta là người sai không làm theo ý chị ấy không xét xử theo đúng cái ý nguyện của chị ấy thì lập tức thẩm phán trở thành người sai vậy mà chị đinh lan chị vẫn còn cố đi kiện thì chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn đầu tiên ấy, muốn chiến thắng trong cái việc kiện tụng ông phải tôn trọng cơ quan chức năng đã chứ cơ quan chức năng có phải là cái chuyện cãi vã bên ngoài đâu mày không theo ý tao thì tao về tao chửi mày thế thì không ăn thua không ăn thua chị lan ạ à. với mỗi chúng ta thì sẽ hào hứng hơn tất cả chính là cái việc mà phản công từ cô nguyễn phương hằng Rõ ràng một điều rằng một cái lời đanh thép của cô Nguyễn Phương Hằng đã đáp trả Đinh Lan trong cái phiên tòa phúc thẩm Khi mà được hỏi là cái việc bà Đinh Lan đang đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 3 tỷ đồng cho cái việc là xúc phạm bà Đinh Lan Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã có một cái câu đáp trả rất hay mời cô chú anh chị cùng xem Bản thân bị cáo không có ý kiến gì và đề nghị là tòa tuyên như thế nào bị cáo chấp hành như thế đó bị cáo không có đôi co À, về vấn đề tiền bạc đó là những gì mà bị cáo khi ra tòa bị cáo chấp hành rất là nghiêm túc tất cả bị cáo đều phó thác cho tòa phán quyết cho nên ngày hôm nay bị cáo bất ngờ là bà Đinh Thị Lan đòi một số tiền bồi thường à, có thể là bị cáo nói một câu này nó hơi quá đáng nếu mà cái phiên tòa mà bị bị cáo kiện bà Đinh Thị Lan thì không biết bà Đinh Thị Lan sẽ bồi thường cho bị cáo bao nhiêu trong khi bà Đinh Thị Lan nói bị cáo Đại Nam bị cưỡng chế, bị siết nợ bằng chứng bị cáo có đầy đủ và bị cáo đã nộp tại cơ quan công an và đến giờ này thì Đinh Thị Lan vẫn ngang nhiên à, thách thức và đòi hỏi những cái rất là quá đáng và với mỗi chúng ta cùng xem xem là cái lá đơn của Nguyễn Phương Hằng kiện bà Đinh Lan sẽ được xử lý như thế nào chắc hẳn tất cả cô chú anh chị và các bạn đều đang chờ đợi bởi vì rõ ràng như cái trường hợp của Đinh Lan đấy đó chính là nếu như ấy mà cô Nguyễn Phương Hằng mà lùi thì Đinh Lan càng tiến cơ càng tiến tới cơ vì vậy nên có lẽ cái cách phòng thủ tốt nhất là phản công và như vậy chúng ta có thể đủ thể hiểu rằng là rõ ràng khi mà cô Nguyễn Phương Hằng bước vào cái câu chuyện này là cô Nguyễn Phương Hằng nói về những câu chuyện xã hội về cái chuyện ông thần y võ hoàng yên đi lừa đảo người dân thông qua cái công tác chữa bệnh rồi là những người nghệ sĩ đã giấu giếm đã không minh bạch câu chuyện từ thiện và thậm chí là lừa đảo lòng tin của người dân khi nói tôi sẽ đi từ thiện nhưng mà cuối cùng là tiền nong thì không sao kê ra tiền nong thì ỉm đi rõ ràng lừa đảo niềm tin và lừa đảo niềm tin là gì là tôi sẽ đi giải ngân nhưng mà cuối cùng là giải ngân chậm cũng là lừa đảo niềm tin Ví dụ như chuyện vay tiền chẳng hạn, ông bảo tôi là hôm nay ông vay tiền, là ngày mùng 10 ông trả chẳng hạn thì đúng ngày mùng 10 ông phải trả, nhưng mà ngày 15 ông mới trả sau khi tôi dục ông trả, ông mới trả thì đó là lừa đảo niềm tin rồi bởi vì ông trả tiền chậm cũng là lừa đảo niềm tin, bởi vì ông hẹn người ta là ngày này cơ mà. Vì vậy nên những người nghệ sĩ này họ đã lừa đảo niềm tin của người dân không đàng hoàng trong công tác từ thiện thì cô Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng cho câu chuyện này chứ ban đầu cô Nguyễn Phương Hằng không muốn dây vào những câu chuyện này đâu và như chúng ta thấy trong phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cô Nguyễn Phương Hằng cũng không cần gì và ngay cả cái câu chuyện Đinh Lan cô Nguyễn Phương Hằng cũng thấy quá chán với Đinh Lan rồi như chúng ta đã nghe cô Nguyễn Phương Hằng nói nhưng mà rõ ràng chính những con người phía đối lập kia cứ tiếp tục nhảy và cắn tiếp tục nhảy và làm phiền rồi là đòi hỏi thế này thế nọ và đinh lan bãi đòi hỏi những cái yêu cầu đòi hỏi mà đến thẩm phán phiên tòa người từ chối hết này xong bắt đầu là cứ tấn công người khác như vậy nhưng mà lại cứ la lối tôi là người bị hại đúng là xem cái này mà chúng ta hiểu thêm những câu chuyện ở đời và có một cái câu là càng sống lâu chúng ta càng nhìn thấy nhiều câu chuyện và đó chính là cái thông tin mà phúc tài chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trong clip ngày hôm nay và thưa cô chú anh chị và các bạn cũng không hiểu tại sao sau một cái clip rất mạnh chia sẻ với chị đinh lan đến hơn 70.000 lượt xem thì không hiểu tại sao kênh Phúc Tài chính nó lại bị mất hết view của chú anh chị ạ. À? Không biết là có phải bị bên kia đánh hay không mà nó tụt view kinh khủng như thế. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể giúp Phúc bằng cách là bấm like video này và đặc biệt là có thể giúp Phúc chia sẻ video này cô chú anh chị nhé để có thể lấy lại tương tác của kênh. Đó cũng là một cái niềm vui, niềm động viên cho Phúc Tài chính để tiếp tục cái hành trình drama này và Phúc Tài chính sẽ chia sẻ sẽ theo drama này đến khi mà thầy Đặng Anh Quân trở về Và thưa cô chú anh chị và các bạn Cô chú anh chị hãy giúp Phúc lần này nhé Hãy chia sẻ video này giúp Phúc nhé Để kênh Phúc Tài Chính có thể lấy lại tương tác Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính Chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán Cô chú anh chị có thể ủng hộ Phúc Tài Chính Bằng cách mua hàng nhé Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn Tại những video tiếp theo Cô chú, anh chị và các bạn Đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000 mua hai tặng một cô chú anh chị nhé mua cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm Và có củ sâm ở bên trong và mỗi một chai này thì sẽ là 120 ml cô chú anh chị nhé. À, nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và đây cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi của chú anh chị nhé công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này bổ sung năng lượng này hạn chế lão hóa mát gan bổ phổi cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao thì hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có cổ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000 Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 012 Để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Cô anh chị đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này mệt mỏi căng thẳng nhức đầu Giúp tỉnh táo tinh thần Nâng cao cái hệ thống miễn dịch này phòng ngừa tiểu đường đẹp da chống oxy hóa Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml 70ml Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC Sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị Trà Hồng Sâm KGC Hàn Quốc Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu thì phúc tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da này, thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị nên dùng sau mỗi bữa ăn lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ à. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g Nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70 ml giúp tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nha và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70 ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé Tiếp theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc Hộp 10 chai cô chú anh chị nhé Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người già người lao động nặng nhọc và stress cao công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát tăng sức đề kháng phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi giảm mỡ máu cải thiện tình trạng thiếu ngủ hạn chế lão hóa tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hồi này nha và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính viết tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp nước hồng sâm Sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và loại nước hồng sâm sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này là được chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi cùng với một số thảo dược quý hiếm, sản phẩm được đặc biệt dùng cho người cao tuổi hay mệt mỏi, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, căng thẳng. Ngoài ra là sản phẩm còn giúp ngăn ngừa được rất nhiều những bệnh tật về tuổi già. Và một hộp như thế này thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị cùng xem nhé. Bên trong sẽ có 3 hộp nhỏ như thế này và mỗi một hộp này sẽ chứa 10 gói và một gói sẽ như thế này và chứa rất nhiều những thành phần quý hiếm. Đầu tiên đó chính là nhân sâm 6 năm tuổi này, vitamin B1, B6, B2 và vitamin C. Ca à, hộp nước hồng sâm Sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn bồi bổ cơ thể một cách toàn diện, bổ thần kinh, giảm stress tăng cường sức đề kháng, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, tăng cường chức năng của gan thận để thải độc tố, chống lão hóa, nó sẽ giúp làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn, đặc biệt là với cô chú đã lớn tuổi rồi thì hộp nước hồng sâm sang a này sẽ giúp cô chú phòng được những cái bệnh về tuổi già như là tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, ung thư. Và có rất nhiều công dụng trong cái hộp nước hồng sâm sang A này Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là mua một hộp nước hồng sâm sang A với giá là 475.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm với giá là 45.000 Và để nhận được điều này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc qua số điện thoại hai Gọi ngay cô chú anh chị và các bạn nhé và tất nhiên rồi, với những đơn hàng nào mà trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh rán. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng Cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang Và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240 gram cô chú anh chị nhé hai lọ sẽ là 480 gram và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc sâm 6 năm tuổi hộp 240 g với giá là 625 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này cực kỳ là chất lượng Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây như thế này và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng Mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300 g và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 000 đồng và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn như thế này Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa thì Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 Để Phúc Tài chính gửi cái deal hờ này đến với cô chú anh chị và các bạn nha Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn Viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm phụ nữ sau sinh phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch hạn chế tiểu đêm cho người già giải độc gan và thận tốt cho hệ tiêu hóa phòng ngừa các khối u hỗ trợ cho người bị tiền đình thiếu máu kém ăn mất ngủ hạn chế rụng tóc lão hóa đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe Đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ Thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé và để nhận được cái điều này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là Nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe hỗ trợ phòng ngừa ung thư tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350 000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374590012. Phúc tài chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây thì bên Phúc Tài Chí còn có rất nhiều những cái sản phẩm về sâm nữa và trong cái dòng sâm tẩm mật ong này thì còn có một cái loại sâm củ tẩm mật ong cao cấp hộp 8 củ lớn 300 g với giá là 850 000 và cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 và cái hộp hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong 6 năm tuổi này với 8 củ lớn 300 g thì nó rất là to và rất là xịn để cô chú anh chị và các bạn có thể mang trở thành một món quà biếu cực kỳ sang trọng lịch sự và có ích cho sức khỏe của người được tặng. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm này và nhận được một cái deal rất là hời 850.000 và tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 cô chú anh chị nhé Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những điều ý nghĩa nhất trong drama này Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc, mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580 gram thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580 gram và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ tết và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 g với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây. Rất là tốt cho sức khỏe của chú anh chị ạ à. Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 gram Gồm 40 gram hoàng kỳ, 15 gram táo khô Hàn Quốc, 15 gram ngũ da gai Hàn Quốc, 10 gram cắt căn Hàn Quốc, 5 gram đường quy Hàn Quốc Và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi Khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này Chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé hoặc là tương đương với ba lần nấu thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này và ngày hôm nay phúc tài chính mang tới một cái điều rất là hời khi mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300 trăm nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Hàn Quốc với giá là 45.000. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 để nhận được một cái deal hời này nha. Và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Chào mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm một cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc. Với hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây, nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da rẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng cây bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc Với giá là 850.000 đồng Tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 cô chú anh chị nhé Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn Cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Đây là có 4 loại hộp táo đỏ Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là bốn loại táo đỏ như này. Đây, bốn loại táo đỏ, 4 loại táo đỏ này nữa. Đây, bốn loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau và, điều cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này dầu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Các tài chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này hoặc là để ăn liền hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi được kiểm tra kỹ lưỡng và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé táo đỏ này thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé đây một cân táo đỏ như thế này và có tất cả là bốn loại cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn chúng ta có thể là uh, vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi uh, biếu hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và phúc tài chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165 nghìn và sẽ được tặng một kẹo sâm cho chú anh chị nhé tặng một kẹo sâm 45 nghìn đây là một cái điều rất là hời trong ngày hôm nay cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá của chú anh chị nhé hai hộp táo đỏ này thì đều cũng có giá là 165 nghìn tặng một kẹo sâm 45 nghìn một hộp táo đỏ thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé đây hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được đó, tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được uh, tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại. 0374590012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái điều hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Chú anh chị và các bạn đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. À, khi mở ra thì một cái hộp gỗ ăn cung 60 viên sẽ như thế này Trên tay Phúc đang là một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong Ngoài ra còn có dễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu, não và xuất huyết não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp ăn cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng đó chính là sẽ được tặng một uh, tuyết dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000 và sẽ được uh, tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Phúc Tài chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi Thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng Thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên, sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già, ốm yếu, suy nhược cơ thể thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro uống hai thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195 000 nghìn và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45 000 nghìn Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái điều hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hoa cúc đường phèn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng này thơm ngon kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn 100 phần hữu cơ thiên nhiên của chú anh chị nhé và cái trà này sẽ giúp thanh mát này mát gan giải nhiệt và tốt cho hệ tim mạch hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa thì cô chú anh chị nào đang muốn cải thiện giấc ngủ này muốn mát gan tốt cho hệ tim mạch thì có thể đặt mua cái trà hoa cúc đường phèn này và đặc biệt cô chú anh chị có thể pha cái trà hoa cúc đường phèn này vào buổi tối trước khi đi ngủ Trà hoa cúc đường phèn này được rất nhiều người ưa chuộng Một hộp này sẽ là một cân cô chú anh chị nhé Và hộp trà hoa cúc đường phèn này được thiết kế rất là sang trọng Có thể làm quà biếu, quà tặng cực kỳ là sang trọng Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một trà hoa cúc đường phèn trị giá 175 nghìn Thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được đặt hàng sớm nhất và nhận cái điều khuyến mãi này sớm nhất cô chú anh chị và các bạn nhé đặc biệt là với đơn hàng trên một triệu đồng thì phúc tài chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cà phê maxim nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc với một hộp này sẽ là 100 gói cô chú anh chị và các bạn nhé và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng thanh khiết đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất hàn quốc hương vị cà phê sữa thơm ngon kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan đường trắng sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường và một hộp cà phê Maxim này sẽ là một cân 2 và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này rất tiện dụng để sử dụng và chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích uống cà phê Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái Đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu Hay là những cái buổi chiều làm việc nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa Thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp cà xi si Maxim Hàn Quốc Nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012. Và Phúc Tài Chính đang đợi cô chú anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama để ghi lại dấu ấn trong drama này. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô Organic 454g. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt. Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu, đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị điều trị những cái chứng như là choáng này, mắt hoa này, nhìn mờ, đau lưng mỏi gối. Và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái điều rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454 g với giá là 195 000 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 nghìn cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nhé. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Có lẽ là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích cái cuốn này. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần, đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột, muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên, có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này Thì sẽ có giá là 330.000 Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000 Và để nhận được cái điều hời này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Phúc Tài chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây Đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói Mỗi gói là 30ml Và ở đây đều có tem mát dãn nhán đầy đủ như thế này và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950 000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký được drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn tiếp theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950 nghìn và được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng uyên con hộp 45g loại to. Với một cái deal rất là hời, đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2 triệu 850 000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp, này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn và ngày hôm nay thì phúc tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 nghìn đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp an cung bổ não, hộp giấy Samsung nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với 60 viên cô chú anh chị nhé. Và phúc tài chính sẽ lấy ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem cái sản phẩm này và đây chính là an cung bổ não Samsung hộp giấy 60 viên và khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy một tờ giấy ghi là Samsung đây là sản phẩm của thương hiệu Samsung nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé và bên trong là sẽ có 60 viên như thế này và một viên sẽ như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Có lẽ là sản phẩm này rất là quen thuộc với các cô chú anh chị và các bạn đã có tuổi rồi Thì viên bổ não chống đột quỵ là hàng nội địa của tập đoàn Samsung Được nhập khẩu chính hãng trực tiếp từ Hàn Quốc và được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng Thành phần sẽ gồm các dược liệu quý này Ngư hoàng, cổ hoài sơn, cam thảo, hồng sâm, bồ hoàng, đậu nành, vỏ quế, xạ hương với công dụng là điều trị cho những người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu lên não và tác động mạch vành, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não, hồi phục hệ thần kinh chức năng cho bệnh nhân mới và bị tai biến, chữa các bệnh như xuất huyết não này liệt toàn thân, tay chân cơ mặt Đặc biệt là rất tốt cho những người bị suy nhược thần kinh do áp lực công việc căng thẳng, lao động từ trí óc với cường độ cao. Và hộp an cung hộp giấy Samsung Hàn Quốc 60 viên này sẽ phù hợp cho những người lớn tuổi và những trẻ em trên 15 tuổi. Và sản phẩm này có lẽ là rất là quen thuộc và được rất nhiều cô chú anh chị tin dùng, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Hàn Quốc nữa. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp ăn cung bổ não Samsung 60 viên với giá là 950 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn và đây chính là cái giá ưu đãi mà bên công ty Phúc Tài Chính đang có những cái chương trình khuyến mãi. Cô chú anh chị và các bạn muốn nhận cái deal này thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012. hai và không chỉ vậy với những cái đơn trên một triệu đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn sách drama truyền kỳ cô chú anh chị và các bạn nhé và phúc tài chính rất hân hạnh khi được mang tới cô chú anh chị và các bạn những sản phẩm tốt chất lượng với giá cả phải chăng nhất và cô chú anh chị và các bạn đừng chần chờ gì nữa hãy gọi cho phúc qua số điện thoại 0374590012 để đặt hàng nha Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1 kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được Tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 -012 nha và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Đây là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu lành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này, và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ quấy với nước ấm hoặc là nước lạnh Hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315 000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 của chú anh chị nhé Một cái điều rất là hời cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc Hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590012. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp. Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ. À. Em cảm ơn chị nhé Chị nhận được hàng rồi em nhé Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ à. Và tiếp theo là feedback từ đơn an cung Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé Tổng cộng là 5 hộp Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi Tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi Chị Lan Nguyễn có comment rằng Chị dùng dầu gội thích lắm Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ à. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi bán đắt hàng nhé À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị ba thùng sâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn cô đã mua hàng của cháu rồi hàng chất lượng giá rẻ theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt cô đã sử dụng rồi cảm ơn cháu phúc tài chính nhé dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú, anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có. Thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú, anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú, anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú,